quay cậu nói cho chú nói luôn. Con đang quay rồi đó, nói đi. Dạ, qua cái đợt lục bão này thì cũng rất là người dân quê hương con thì cũng rất là nhiều thiệt hại và rất là nhiều đoàn trong đó có đoàn con cũng đi một phần nào khó khăn trong cuộc sống trong cái đợt